Hi, lâu anh em. Và chào mừng em quay trở lại với channel của CZ. Hạ địch xong nhận tối đa 2 trang bị à? Chắc mình giữ ba bạn này nhá. Và chắc mình sẽ giữ thêm hai bạn Quinlan nữa, hên xui. Choi. Choi hả? Quinlan 2 này. Con Rat 2 này. Này à? Hay thế nào ta? Quinlan chém trước à? Cũng được anh em ơi. Ta xỉ vứt tạm đấy nhá, tí mua lại sau được nhé. Cho Rat đấm cũng được anh em ơi. Rat đấm cũng được. Hơi ít mana, 25, 45, 45. Cho Rat đi. Thêm bạn Amelie à? Thôi muốn bán bạn này đi ấy, anh em ơi. Tại mình muốn lấy Banoman bắn sau anh em. Sau ba Noman khá là ngon. Thêm con Amelie nữa, cần mình bán con Amelie đi nhá. Check nè. Chắc là chơi được. Chơi được cái floor kia thôi. Ok, không có gì. Kẻ nhân mình thì thấy VO2 quan trọng hơn nữa này. Yeah, góc này đi. Thêm con Amelie 2 cũng được nhưng mà hơi tốn tiền, mà thực ra trận này cũng nhiều bạn đánh chuỗi thua ấy. Nên là nghĩ có cần không ta? Cần không ta? Đúng bạn này này. Nhưng mà Rat mình sẽ đấm được này. Lo xiên mong mà không chết. Đấm này. Mình chưa chết, Quinlan quẹt một quát nữa. Bắn thường, ok, VO ulti phát cuối. Bụp. Quinlan khỏe một phát, ok, anh em ơi, đấy, 30 vàng. Quá hợp lý. Lau này muốn giữ lại ghê. Lau này mình vào đây, chuẩn bị tí nữa vào đây. Trận đấu hợp lý anh em ơi. Bạn này tiết kiệm tiền đấy. Sẽ lên 51 vàng sớm nhỉ. Yeah, thưa lên lên 50 vàng cũng không được nhiều hơn tí gì nhưng mà tiết kiệm tiền ghê. Đồ xấu thế. Đồ này chắc phải đánh ấy rồi anh em ơi. Thú chắc rồi. Đúng, cứ chôn chôn kiểu này. Gián thần. Vê ra. Này bỏ. Gián thần này vào này. Vio đứng đây à? Cho nó hơi đần ta. Này cho lau nhá. Lau hai đồ ulti luôn không nhỉ? 25. Suýt ulti luôn. Cho Rat đi. Cho Rat xong rồi nó ulti sớm, nó ulti 2 lần. Lo này. Floor ghê đấy. Floor ghê đó. Lâu thì lâu hết. Vẫn giữ được chuỗi này khá ổn. Này đánh thên nhỉ, một trận thên nhỉ, thên thậm chí đánh trợ thủ cũng được nhưng mà cá nhân mình thích thú hơn ta hay đánh trợ thủ nhỉ. Thêm
Land này tạm nữa này. Muốn roll một phát nhỉ. Con thú này. Land đi lấy hai con lau đi. Lùm bùa đi. Thương bắt đáy à? Xin luôn. Lau tiêu phát, ui không kịp. Chết luôn. Ok anh em ơi. Và máu bạn ấy đi sớm sớm tí nhá anh em nhé. Chỗ này mình sẽ giữ máu, mình chơi và máu các bạn ấy. Rồng này. Yon Chrissy à? Rồng à? Cũng được. Cho hai đồ này nó đánh thường một phát nó thổi. Hay cứ đưa cho được nhau rát cũng tin. Bạn nó khá tin. Thương bắt đáy bên này đúng không? Mình vừa gặp bạn ấy rồi, không lo lắm. Đẩy góc này sang bên này đi, rồng góc này đi. Chắc rồng ulti sớm một tí, cho đánh thường một phát nó ulti đi. Cho đồ này đi. Nhọn này nhót thôi. Chrissy giữ lại. Chồng thế. Chết luôn hết cả ba. Khó nha. Này em không? Vẫn thương đáy này thôi. Bắt con kia. Nó xuyên luôn này. Rồng đánh thương một phát rồi thổ. Ủa, khá đẹp. Thế tướng kiểu này rồng nếu mà không có thương thổi cũng khá là ok nha anh em nhé. Nhưng mà anh em phải né cái thương của bạn kia thôi. Trận này ít thương mình mới chơi được kiểu này chứ không có nhiều thương cũng không chơi được. Trợ thủ khá nhiều này. Cung à, cung trợ thủ. Cung nhiều thế. Bốn bạn bản thân, bốn bạn cung. Chắc kiểu trận này đồ nó cũng hợp lý cho mọi người chơi cung nên là hài lòng nhé. Lắp này cũng được. Đứng này đi. Con tu lên bắt đi. Thế là nên có hắc ám được. Hắc ám đi. Trông hợp lý hơn. Thú chắc luôn. Không có 2 AP nhỉ. Cho rồng à. Rồng cũng được. Cái này hơi phí nhỉ. Rồng vô đi. Butterfly. Cần bắt tơ lắm. Gầm góc này thổi vẫn đẹp nhé. Vẫn đấy được. À thơm bên này à. Chuồn góc thôi. Từ hai phát hơi ít anh em mong vô từ được phải nhiều hơn. Vẫn
đang khá tươi anh em ơi, tương lai vẫn đang khá là tươi đây. Hơi lo lò đầu game tí thôi mà tí nữa sẽ rất là ok đó. Cầm cự nào anh em ơi, cố gắng cầm cự tí. Ây, con gì đó mình mua mình hàng bằng một PC. Lại thương đáy bên này không? Vẫn một thương bên đấy thôi anh em ơi, vẫn thủ lóc này trước nhé. Là cót cầm đầu đi. Biết đâu nó ulti được. Từ hai phát liền kìa. Ok phết. Thương bên này em không? Vòng 14 nốt vòng này vòng nữa rồi là mình bỏ đi mổ với con Numan bắn thần thì đi hết nhá. Rồi Malok các thứ, Malok sắp ra lúc 2 rồi. Malok 2 đồ này. Thêm mân teo cầm tạm cái này, Chrissy. Vera, Veriak các thứ. Thương bên này này. Có bên kia nữa nhưng không kịp. Nó có ulti phát. Ok, ăn chóa được mấy cái. Đi ulti. Bụp, không chết, tụ lên ulti. Bụp, không chết, má chồng thế. Giò này ba đồ xịn anh em ơi. Không có thương, không bắt được nó. Vết này khác ám lắm em. Cầm cự nốt pha này. Xong mình cứ cầm hai con dầu hai con nắc này nhá. Con này thì cứ để ở đây đi cho anh em bữa lời. Bớt dầu bớt nắc lại. Sao vẫn còn nhiều á. Nhiều yon nhỉ. Nhiều yon à. Vết mắc bỏ con floor bên kia anh em ơi. Con floor này nó cứ ulti hết bên này. Không thích lắm. Đây rồi. Ok, bán hết mẹ này đi này. Piu 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 piu. À, bạn Malok đấy. Silica hên xui mình chơi nhá. Thích Silica đấy, Quy thì thôi. Quy thì không có con gì kết hợp được. Ôi thôi xong rồi. Thường biết ném cho ai nhá. Choi thì cho Malok tạm đi. Mà lúc nó cần đồ thêm thì nó ấy. Con cá tự chơi. Silica, Silica trận này khó thành kiếm nhỉ. Đánh Silica hơi khó, hên xui. Gắng lên con Malok 2 phát rồi mình Ê không có thành kiếm bắn cũng đau hết nhỉ. Bắn lại có cái chí mạng này. Ổn ghê ha. Chọn lại cho con khác vậy. Vera 2 của xì nhót. Sao Chrissy không cần nhót cũng được, giữ lấy con teo biết thôi. Úi dồi ôi. Mỗi tội không kích được cái gì thôi chứ thứ nó bắn ok. Malok này Malok 1. Khó nhỉ. Rôn thêm tí không? Lấy cái Malok 2 không? Thôi bình tĩnh một chút đã. Sao chờ được mà. Nhìn con floor bên này quá. Lại có floor bên này nữa. Floor khắp nơi anh em ơi. Nào ai cánh đây, ai cánh đây các bạn. Ai cánh các bạn, ai cánh các bạn. Ờ...
Hả? Hai choi này. Đứng trên được ấy. Thôi ném mấy con Yon ra thôi anh em ơi. Quan trọng phải ném được mấy con Yon. Đây thì mình thấy mà lúc 2 yên tâm nhé. U đi rắc này. Nhưng cái mình cần là mã lúc 2 cơ anh em. Nốt đi, quét nốt. Thọc này đi. Chưa đây là mã lúc 2 anh em, chưa dám cho nó đứng cao cao. Ôn nó gì ấy. Quét không kịp ulti đến. Mã lúc nhảy được này. Mon cát chơi được này. CDK mã ulti này. Mon cát nhảy được này. CDK 2 bắn này, con cát nhảy được phát nữa. CDK làm hết anh em ơi. CDK bắn hết này. Theo không cần đâu. Đây rồi, lên luôn đi. Vậy thôi anh em. Bán Mandum đi tìm mua lại không nhỉ? Không cần. Ba đồ này đứng trên đi. Trên đi đánh cho sướng. Quét đứng đây đi. Đây. Teo à? Ném con Yon ra thôi, quan trọng là ném được mấy con Yon ra thôi. Đây đi. Lùi một ô để ném con Yon nó đỡ choáng vào đầu. Cạp đứng đây à? Chúa cứu được. Bây giờ lên eco lên 9 từ từ bình tĩnh thôi. Xong rồi lên con CDK 3. Thêm con Foncat 3. Là... Ủa cái gì này? Thôi không 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 chơi đâu. Má ba con tự dân quỷ ạ. Ảo phết. Ảo phết. Còn gì phải ném nhỉ? Không cần. Đấy, con Yon này xấy vào đây này. Mẹ ơi, má nó vẫn choáng vào đầu mình. Con cát này sao đi được lên trên bây giờ? Quét nộ phát em. Nộ phát đẹp đẹp mà. May hả bưởi đấy, đúng rồi. Nhảy vào đầu nó, đúng rồi. Bạn này đi luôn anh em, 73 máu đi luôn, mình lấy thêm tí đồ này. May hả bưởi. Tốt, tốt, tốt. Con này. Này cho con. Và nhau lấy đồ nó có thên à. Cũng thích con thên này nhỉ. Nhưng mà thêm con thên nữa hơi tham. Thêm con thên nữa thì phải lên 25 tướng cơ anh em ơi. À, mình còn chưa có Sephira nữa. Chỗ này cũng nhiều bạn đánh trợ thủ hay sao đây. Một bạn hai bạn thôi chứ mấy. Hey, cần thêm Monsephira anh em ơi. CDK này ulti mới lâu, mình cần thêm cái thánh kiếm. À đâu, cái ngọc đại pháp sư nữa. Và một độ gì 40 mana cho con CDK ulti lên sớm sớm tí. Đàm to phết, này 9.000 đàm. Mà bế mới là CDK 1 thôi đấy anh em. Có 9 mạng là có tốc đánh. Vô gì? Lên luôn cũng được nhưng mà không cần ngọc đại nhá. Vera cho quẹt cũng được nhưng mà thôi, mình thích CDK hơn anh em ơi. Đam mê mà, đam mê chơi CDK này mà. Thương nhiều phết ta. Teo, teo không sợ lắm, sợ Yon thôi. Yon này nó xấy đâu nhỉ? Yon này xấy đây. Yon kia thì sao? Ơ mỗi bạn đánh Yon thế à? Ờ nhà bạn Yon kia mình phả sứ lên đâu.
Mỗi con giò này ở đây thôi. Đây nó cũng xấy được. Đấy, gặp đúng con giò này này, xong rồi pha xong mình cho mình con Malok, con cát lên nhá. Sợ con giò thôi, mà con giò nó lên trước này rồi thì yên tâm rồi. À con giò má vẫn chết mấy con này. Tiếc kiểu gặp Yon rồi thì không sợ gặp Yon nữa thôi chứ. Vẫn hơi sợ. Với bạn này đi luôn là hết bạn Yon này. Ê, bạn này đi luôn xin đồ rồi, xin mấy bạn Yon. Ủa thôi xong rồi anh em ơi. Mình phải nốt cái bạn Yon còn lại thì... thì ai cản thú bây giờ? Ai cản mấy con này bây giờ? Shit bro, oh shit bro. Xin cái giáp của mệnh đi. Ờ, cho Vera tạm đấy, không biết cho ai, cho CK không ngon lắm. Cho Kret đi. Kret này là được. Đây là công ty. Thế bây giờ đứng lên trên nhá. Tự tin thoải mái đứng lên trên khoe cá tính cho anh em ấy. Còn ai cản được mình nữa? Đúng không? Còn ai cản được ta nữa? Tự tin khoe cá tính như các bạn ấy. Cho Phoenix này đứng lên trên một chút. Tự tin khoe cá tính như các bạn. Rồi hết thánh đồ rồi anh em. Quên mất để con Silica vào trong cho nó đỡ bị ăn đam của sát thủ bay xuống anh em ơi. Quên đấy. Quét nộ nào. Ui giời ơi, nộ lâu thế. Má mấy con trợ thủ sống dai thật đấy. Chết rồi, không kịp giết nó rồi. Kịp giết mấy bạn này rồi, cay thế. Mất thời gian quá. Thôi lên luôn. Xong kiếm bạn Sephira đi. Silica 2, Malok 2. Sephira đâu ta? Chưa thấy con Sephira nhỉ? Ô, thế rồi. Lỡ tay vô đến hết tiền mà không thấy con Celica, con Sephira đâu rồi. Thôi rồi. Bốn thú nhìn trông đần quá. Lên sáu thú luôn còn giết nhau sớm còn đi vào với bạn kia chứ anh em. Nhưng mà chả thấy đâu. Vất vả được bạn này này. Máy thế. Nhưng mà ở đấy lại lên phải lên 6 thú anh em. 6 thú mới 6 thú miên tâm. Rồi cài khánh ông anh em. Nào, Sephira đâu? Không thấy đâu thật. Chịu rồi. Ô, hay thật. Cái này cho Vera. Trông kỳ quá ha. Trông nó bị kỳ kỳ sao ấy ha. Và tiếp bạn này lại thêm đồ này. Ôi dồi ôi tôi xong rồi. Và được không? Tám năm máu mà anh em. Ui rồi năm máu thôi mà anh em. Ui rồi ôi vả hết rồi. Chết rồi mình vả hết rồi. Không có đối thủ à? Oh no baby. Mình còn một con Malok 3 rồi, còn 6 thú đang chờ đấy. Còn nhiều lắm. Oh no baby. Chết rồi hết chỗ để đời đồ rồi. Mình có mỗi 4 tướng. Nhiều vấn đề thật đấy. Hết cả tiền. Chết rồi. Ném đồ cho ai bây giờ? Cho Kret đồ này nữa đi. Oh shit, chết rồi. Phoenix à? Này à? Xong rồi thêm Malok 3 nữa thì ném đồ đâu nhỉ? Kret này nộ liên tục ấy. Nhưng mà mỗi tội hết tiền chưa có D-Rock anh em ơi. À chưa có Sephira anh em ơi. Malok 3 của con Sephira.
Bạn đánh 40 tiền này, bạn này đánh eco thật đấy. Mình thì định đánh vội thắng vội để mình lấy đồ, cuối cùng chết rồi, bây giờ nhiều đồ quá rồi. Well, mình gì đếm này, 1, 2, 3, 4, được rồi, mình thích nốt pha này mình đếm. Thắng sao à, truy hồn một cái. Oh shit. Oh shit. Oh shit man. Pha sau nhé. Hóa lại. Oh no. Oh no. Oh no. Lốc này, lên trên. Có vẻ chứ bùng nổ. Nào anh em ơi, đếm đồ nào. Ta kệ mọi người chơi nhé, chúng ta đếm đồ 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 đồ rồi, 20 đồ đúng không nhỉ? Vòng này có thêm một đồ nữa này. Ê, 25, 20 đồ. Ờ, tốt, tốt, tốt. Thêm một đồ nữa này. Bạn này bị trừ có tí máu, mình vào này nữa là xong ấy. Lại thêm 21, 23 đồ ấy. Ui, suýt vả được anh em ơi. Lấy cái gì nhỉ? Lấy cái này đi cho crét nộ luôn nhá. Đánh cho con Phoenix đi. Crét nộ luôn. Crét nộ luôn thì đứng lên trên. Mà lốc 3 này. Hết tiền em ơi, không lên được. Ôi chết rồi, còn món thú nữa. Ôi chết rồi, lại còn thừa đồ rồi. Má, chết rồi. Fuck. Bình tĩnh nào. Từ từ các bạn ơi. Loạn quá. Quay tăng đồ gì đây? Bùng nổ, mình bỏ bùng nổ đúng không? Bùng nổ ấy, sang cho Phoenix à? Phoenix cầm đi. Thế rồi, thế bạn này vào, bạn LV mình Tom. À, mình Tom không thua anh em ơi. Thế thì mình lại thêm đồ. Chết rồi, bao nhiêu đồ nhỉ? 20 đồ đúng không? Đang 20 đồ đúng không? Nhảy. Ok, không gì, không ai thua. Ghét thế nhở, chẳng lẽ bỏ đi rắc đi để lên 6 thú à? Chết rồi, truy hồn cho con này. Nè. Xuất sẽ nhiều đố nhỉ? Chết rồi. Ê, không nó hơi bí nhá. Thôi rồi. Cái này đứng lên trước này. Phát loạn quá anh em ơi. Bối rối quá. Lần đầu gặp trường hợp này bối rối quá anh em ơi. Thêm một bổ nó chưa hồn nó gây chết rồi. Bối rối quá anh em ơi. Bình tĩnh nhá. Bình tĩnh nhá. Đang hơi rối loạn tiền đình. Này cho này đi. Nộ phát nữa em. Không kịp nộ rồi, má lại vả mình rồi. Mình vả cái này được không? Để mình cướp đồ được không? Cân kèo là cướp được đồ này. Rồi xong. 23 đồ đúng không? Chết rồi, sao lại nhiều. Mà lại không có gì. Từ từ nhá anh em ơi, bình tĩnh nhỉ, mình tĩnh một đồ này. Chuyện bùng nổ truy hồn này, ma lốc này, con này đứng trên nhá. Thuẫn. Cái này thực ra cho con này đi, mình lấy cái thuẫn hơn cho con ma lốc. Trông năm phú có đẩn không? Nhà quê mất bảo bỏ con này ra, con Celica ra góc kia. Cho đỡ ăn dính đam anh em ơi. Truy hồn ma lốc đúng rồi, truy hồn ma lốc. Thuẫn này cho con này. Truy hồn cho ma lốc. Ba truy hồn mà nhỉ? À, mỗi hai truy hồn thôi em. Bãi trưởng, từ từ, đếm. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 25 à? 25 đồ đúng không? À, hết cả chỗ để tướng mà. Vãi thật. Thôi vậy thôi anh em ơi, phim mình đến đây kết thúc rồi anh em, thì clip trên mai chỗ để đồ. Thì anh em hãy like, subscribe và hẹn gặp lại anh trong các clip lần sau nhé. Ok, bye bye anh em. Bye bye.